Xin chào. Tiểu thư còn nửa tiếng nữa, chúng ta xuống dưới ăn cơm trước đã. Tôi hơi mệt. Anh gọi giùm tôi một phần ăn trưa lên phòng đi. Cô có muốn tiện thể gọi cho cô ly rượu vang không? Không, đừng làm lỡ việc chính. Dạ. Sao rồi? Anh nhìn thấy hết rồi còn gì? Còn hỏi làm gì nữa? Lúc này đang thực hiện nhiệm vụ. Anh là trưởng quan của em. Dạ trưởng quan. Cao Sâm đi ăn rồi. Người phụ nữ không đi. Cô ta nói Cao Sâm gọi đồ ăn giùm. Tôi nghĩ lúc ở riêng, Cao Sâm sẽ nghe lời người phụ nữ kia. Còn nữa, chúng ta có nửa tiếng để hành động. Quảng Phương ở dưới lầu sẽ trông chừng Cao Sâm. Người phụ nữ kia, hai người hãy đem đồ ăn tới cho cô ta. Ai đó? Tiểu thư, bữa trưa cô đặt tới rồi. Tiểu thư, cho hỏi đây phải đồ cô đặt không? Phải rồi, mời vào. Tiểu thư, cô có thể dùng bữa rồi. Cảm ơn. Các cô có thể ra ngoài. Hôm nay có hoạt động mừng kỷ niệm khách sạn, tặng kèm rượu vang. Có cần tôi mở giùm cô không? Được, cảm ơn. Tiểu thư, cô cần thêm gì nữa không? Không, các cô có thể ra ngoài. Alo, Lễ Tân hả? Xin hỏi hôm nay phải ngày kỷ niệm khách sạn không? Dạ phải, hôm nay là kỷ niệm 5 năm thành lập khách sạn Đông Phương. Mỗi khách tới nghỉ sẽ được tặng thêm một phần quà nhỏ. Dạ phải, rượu vang Pháp. Dạ không có gì. Xem ra người phụ nữ này không đơn giản. Thưa anh, mời anh gọi món. Dạ, anh đợi một chút. Phục vụ phòng. Xin chào, có thể dọn vệ sinh được không? Không phát hiện được gì sao? Các sát khóa rồi, nhất định lỡ trong này. Tiểu Ngư, để ý cô ta. Tư Ý, được không? Tôi có thể ghi nhớ từng âm thanh. Xin đừng làm phiền. Chúng ta còn 5 phút. Khoan đã. Tiểu Ngư, lát nữa đặt vào chỗ cũ. Cô ta sắp tỉnh rồi, nhanh lên. Cô Haruko, làm gì mà mở cửa muộn vậy? Tôi vừa bất cẩn ngủ thiếp đi. Thưa anh, đồ ăn anh gọi tới rồi. Yên nào. Sao vậy? Người đàn ông này đang đóng giả thôi. Phục vụ quán cà phê đều là người trẻ, không có người nào lớn tuổi. Không lẽ còn thế lực khác nữa? Lần này có lẽ chúng ta có thu hoạch bất ngờ. Thưa anh, rượu của anh. Tôi xin lỗi. Xin lỗi anh, để tôi lao giúp anh. Thôi khỏi đi. Động tác dứt khoát mau lẹ, là người thành thục. Rốt cuộc hắn lại, mặc kệ hắn là ai, chúng ta cứ làm con hoàng tước là được rồi. Thưa anh, tránh ra đi. Thật sự xin lỗi anh, xin lỗi. Mời dùng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi xem các đồng nghiệp của chúng ta. Đừng. Đi. Bây giờ chưa thể ra tay. Nếu ra tay, Cao Sâm sẽ biết túi đựng sổ mật mã của hắn đã bị tráo. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại. Vậy phải làm sao? Đợi anh ta trả sổ mật mã về chỗ cũ, chúng ta mới ra tay. Anh ở lại tiếp tục theo dõi Cao Sâm. Lát nữa tôi sẽ theo dõi anh ta. Chúng ta sắp lập công lớn rồi. Đế quốc sắp có hành động lớn. Để ngăn không cho tin tức lọt ra ngoài, nên sổ mật mã phải thay đổi toàn bộ. Xin anh đừng động vào rượu của tôi. Tôi xin lỗi. Uống rượu à? Vậy sao trên cái ly đó không có dấu son của cô? Có phải có người đến không? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Không có. Tôi cảm thấy hình như có người theo dõi chúng ta mà thôi. Anh nghĩ nhiều rồi. Cô Chi Akizawa, tổng bộ muốn tôi báo cho anh biết. Hiện tình hình tài chính căng thẳng, nên từ hôm nay toàn bộ chi phí của đội hành động Phúc Điền sẽ để cho anh gánh chịu một nửa. Không được. Tài chính vốn đã hạn hẹp, nay còn muốn cắt giảm. Vậy còn chiến dịch Hắc Phong? Không phải anh biết được manh mối của tiền quỹ sao? Chỉ cần anh tìm được nó thì vấn đề được giải quyết rồi. Mục tiêu đã bị đưa vào trại huấn luyện rồi. Người của chúng tôi đã thất bại. Cô biết Hàn Quân là người yêu của tôi không? Nếu hôm đó anh đích thân đi tiếp ứng cho anh ấy đã không chết. Món nợ này sớm muộn tôi cũng sẽ tính với anh. Thất bại hôm đó thật sự chỉ là sự cố. Mặc dù ba của cô quả thực là người phụ trách chính của chiến dịch Hắc Phong, nhưng mà cũng đừng lấy việc công báo thù riêng. Có lấy công báo thù riêng không? Không đến lượt anh nói. Được, mau chóng tìm ra tiền quỹ đi. Nếu không, tôi sẽ tìm một người khác đến thay thế anh, phụ trách Vũ Thành. Rất tài giỏi, rất xinh đẹp. Đi thôi. Đường ai nấy đi, không cần đóng giả người yêu. Đây là nhiệm vụ, đừng đưa cảm xúc cá nhân vào. Chỉ là tôi không muốn ghép đôi với sói. Từ từ cũng quen thôi. Sao nói nhiều quá vậy? Em học cách cười đi. Còn phải coi là ai. Anh cũng không luôn hả? Sao lại là chú ấy? Dừng lại. Thưa ông, có thể dọn bàn được chưa? Dạ, cảm ơn. Chừng nào mới trả tiền đi? Ai mượn tiền anh chứ? Ai mượn chứ? Đừng có vu khống. Không trả tiền tôi giết cả nhà anh luôn đó. Không trả, trả đi. Dám đánh tôi à? Trả đi. Tôi đánh chết anh. Đánh chết anh. Đừng chạy. đi. Đường giấy. Quỷ hành động. Tại sao? Đừng nóng vội. Nhiệm vụ hoàn thành, mau rời khỏi đây. Hình như có hai sổ, vừa rồi có người trộm một sổ, chắc là đảng Cộng sản. Để tôi đi cướp sổ về.